quay lại với cái ăn nhà chòi của tôi. Để em đổ, để em vô gạo cho. Thì hôm nay tôi sẽ nấu cơm. Đổ vô nha. Ít thôi. Một xíu thôi. Nữa đi. Rồi, ấy da, đổ lắm cho rồi. Được rồi. Vô gạo. Nước. Coi chừng đứt tay nha, cái lon á. Hốt lại mới được. Rồi mình chắc nước ra nha. Cơm này hơi ít nè. này ăn sao? Ăn lấy cái này, ăn lấy vậy thôi. Thêm miếng nữa cũng được. Thêm nước vô. Nói chừng nó nở đầy nồi à. Do cơm 2023 là do bằng đũa không nghe. Giờ mình đây mất cái cây luôn, mình cũng leo lên đây cũng khó à. Cây này cây đội điệu. Trong khi chuẩn bị chờ đợi tôi sẽ đi nhóm lửa. Chị phải liếm. Đổ nước vô để nấu. Cầm đi, chắc có bàn tay rồi. Cầm đi mấy. Mình không có khá dừa nên mình xài là tiền cày. Có mà chưa? Lá dừa ở đâu? Nè, tao có khô. Lá dừa khô mới ấy được. Để đó đi. Đừng. Xịn mà. Cắt luôn, muốn mua hết cái đèn cậy luôn mà nó chưa cháy nữa. Để củi nhỏ rồi mới được, củi bự lâu cháy à. Rồi, nồi cơm đâu rồi? Đổ nước vô chưa? Không có cái nắp sao đầy nồi cơm. Rồi ăn cơm hơi khói. Cơm hơi khói. Cái đó không được đâu Linh này, cháy Linh ơi. Cái gì chị ba? Linh lấy cái đó làm nắp nồi hay gì? Không. Làm để nhắc nó xuống cho rỡ nóng. Có rồi nè. Cái gì hả?
Trời ơi. Siêu sảnh có đồ cầm luôn nha. Đâu rồi cái quạt kia, đâu rồi? Xây lò mới giờ. Gió quá. Đó, nó tắt. Lấy cái gì che đằng trước nè. Bảo tới rồi. Trời, con chưa nấu cơm xong nữa, không đừng có bảo tới nha ông ơi. Bảo tới là sập cái luôn á ông ơi. Cái gì vậy? Cháy bên mé không? Cái trắng nha. Hãy tạm cho nó dùng một chút á. Ê, cơm nó sôi rồi, anh lên tìm rồi. Tình á. Thì cơm của tôi nó nở rồi nghe. Đó, bây giờ tôi sẽ bỏ trứng vô. Nấu trứng luôn. Trứng. Không có internet. Ú, ai da, nóng. Ú, nó văng nóng quá. Ú, nó chín luôn kìa. Quẩy nó lên vừa. Từ từ. Vì mà sao chị ba có cảm giác như là cái bếp nó nghiêng nghiêng sao? Kệ đi chị ba. Nó sắp tắt nữa rồi. Sao dung gần dữ vậy? Ồ. Quẹt nó lên. Để ngồi. Con nó bị sống. Đây là nồi cơm. Không lên che nó lên. Tại sao? Ồ, nó sáng lại rồi.
Đây. Lòng. Cái nồi cơm mà tôi không có dám xoáy mạnh nữa, sợ nó sụp. Wow. Nhìn có vẻ cũng hấp dẫn quá. Đó. Ôi, lửa nó sắp tắt nữa rồi. Thì chưa bao giờ nấu cơm mà bão táp như vậy luôn. Lửa tắt miết. Sau 7749 kiếp nạn thì cơm nó cũng đã chín. Tắt miết luôn. Tắt lửa quá. Cơm trứng hấp luôn chứ không có cơm chiên chín nữa. Cơm nào. Rồi, đây là chị ba mình sẽ phát cơm nha. Hết nóng rồi, cầm trên đây nè. Đang múc cơm. Múc mắm ra để nha. Sau đó mình sẽ trộn nước mắm nha. Ghê đấy quá không, à. Không có nêm nếm gì đâu cho nên là nó sẽ lạc. Mình sẽ ăn trứng trừ cơm nha. Sẽ lạc hơn. Không quay lên. Quay nè. Quay xung quanh mọi thơm người lắm luôn. Nha các bạn. Đây, biểu cảm của bạn này là sao đây? Thơm. Thơm thiệt. Được rồi. Cơm thơm thiệt. Mình sẽ hỡi nha. Chấm mắm đụt. Thơm thiệt. Đũa mình nha. Thơm quá. Đây, đũa mình đây. Có điều là nó bị đậm đây. À, không có khét, không có khét. Nó có cơm cháy nhưng mà nó chưa có khét nè. Bạn coi cơm cháy luôn nè. Mình mời các bạn ăn trước nha. Trời ơi, miếng cơm điện đâu thấy cảnh này. Miếng. Bởi vì đây là chén cơm của mình. Ngon lắm nha các bạn. Mấy bạn trẻ thời nay chắc đâu thấy cảnh này. Vui lắm nha các bạn. Đây. nhỏ chút thôi chị ba ơi. No. Đừng có quay tớ. Ăn cơm cháy này trước. Nó cứng rồi kìa bà. Cái gì cứng? Cơm. Thì chín đâu kìa. Chắc là nó chưa chín. Kệ đi. Cơm cháy ngon lắm mình ơi. Nửa miếng. Giòn. Ngon. Dạ Linh không có găng lên Linh. Hơi cứng không? Không cứng thiệt. Hơi cứng thiệt. Cơm cháy ngon. Cơm cháy ngon. Nó mặn mặn. Ngọt ngọt. Cà hơm luôn nha các bạn. Lâu lâu các bạn xây nhà trời với mình nha. Không gì là ăn được ạ. Trứng nó chín rồi đó kìa bà. Đúng rồi, đây trứng nó chín trước cơm mà. Còn nhẹ, nói gõ vô rồi nó chín. Ừ. Ê, cơm mình để nó nở mình mới bỏ trứng vô. Vậy mà còn nó chín còn chưa, nó không chín chín không kịp chín nữa. Nhưng mà cũng đâu cứng lắm đâu Linh. Ăn được. Ăn được rồi. Ngon quá. Nó thơm nó ngon. Nó thơm mùi khói á. Con ăn ngon quá hết thật con. Đúng rồi, ăn cơm thôi phải gọi giấy hết lén.
Tiếp theo sẽ làm món gì Linh? Trứng chiên. Trứng chiên hả? Này trứng ấp rồi tới trứng chiên luôn hả? Đúng rồi. Rồi, món tiếp theo ngày sau sẽ làm món trứng chiên. Bye bye.